sinh ra cùng với mưa máu, có được đặc thù thể chất, trở thành vô số tiên nhân tha thiết ước mơ đoạt xá đối tượng, bị mẫu thân vứt bỏ hắn nên đi nơi nào. Sách giảng thuật chính là nhân vật chính Diệp lăng phàm từng bước một trưởng thành, siêu phàm thoát tục cố sự lần đầu tiên viết, nếu như có cái gì sai lầm, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chương 1 Giáng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Dịp Sương Sương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Bí cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Thanh âm thần bí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Bí cảnh trải qua nguy hiểm một bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Bí cảnh trải qua nguy hiểm 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Thần bí hư ảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Vội vàng thoát thân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Sinh mệnh chi nhãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thu được trận bàn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.